True explorers follow the compass in their heart. Have you met my fleet? Chào thế dân, chúc bạn một ngày vui vẻ. Hai con này đều dùng được cái bùa xanh này. Quyết đoán không? Không cần nghĩ đến nửa giây. Cho mẹ con này vào hack tiền đâm mẹ ngon. Bài này là tôi vẫn chơi ngoại binh đấy nha. Bài này ngoại binh hơi bị đẹp luôn đấy. Đấy, thấy không? Tiền thì ai mà chê, có mà chả hút vội à. Một cái khiên nữa. Oh shit. Oh, được. Giết được thêm một con nữa là ngon à. Chỉ ra giải tôi chán livestream lắm mà. Chán ngấy tận cổ rồi các bạn ạ. À. Thế kiểu gì? Không hiểu tại sao lại như thế nhưng mà chán lắm mà. View việc chả có động lực để stream cả. Buồn. Mệt thì chả mệt. Về mặt thể trạng thì chả mệt. Trưa thì cũng ăn hai cái bánh mì rồi. Không hề mệt. Đầu óc thì cũng ơi. Chỉ thấy nó kiểu nó uể oải về mặt tinh thần thế thôi, chứ mệt thì chả có gì để mà mệt cả. Ôi, thằng đánh mạnh binh mất rồi đấy, tiền nữa này. Chán quá. Shown damn sure. I am. Cool.
Đấy, tiền này thì ai chả thích. Trong khoảng tầm vài tháng tới sẽ là một quãng thời gian đen tối với tôi đấy nhá. Thực sự là một quãng thời gian đen tối. Chết đấy, làm nào để mình có thể thoát ra được. Bởi vì đây, nhân đây ngồi kể khổ với các thượng đế chút, tâm sự mỏng với các thượng đế chút là cái hợp đồng thì phải còn một năm nữa, phải tầm tầm 7-8 tháng nữa mới hết. Mà cứ rơi vào cái tình trạng này tôi cũng buồn. Nói chung là cũng buồn nhiều. Sang năm thì thời gian để mà livestream thì chắc chắn là sẽ không nhiều. Giải đấu nó nhiều. Khá là căng đấy. Khá là căng đấy. Tiền nhiều vãi đái. Quay lại GTA. Quay lại GTA thì bây giờ nó cũng tội hết đam mê. Nói thật là như vậy. Cũng chán rồi. Bẵng đi một thời gian không chơi, bây giờ quay lại lười. Trong GTA thì tôi thấy là tôi cũng có nhiều những cái di sản này chứ, đúng không? Để lại cho anh em nhiều những cái di sản hay ho phết đi. Thua. LCK ấy, các bạn hỏi tôi thì lúc nào tôi cũng đoán là Team One thôi. Kiểu hâm mộ mà. Mình hâm mộ thì bao giờ mình chỉ muốn những thành tích tốt cho cái đội của mình thôi. Chứ còn dự đoán thì nó chỉ là dự đoán. Mang tính chất tham khảo thôi. Tiền em ngày em đánh sai chưa giờ ăn đấy là team refund người anh em tên Đức ạ. Đấy là team refund. Cái đợt mà tôi chơi GTA, cái thời mà thịnh nhất của GTA là cái đợt mà đang nghỉ giãn cách xã hội cách đây khoảng tầm nửa năm này. View tôi cũng nhiều mà. Tôi có nói là view tôi ít cái hồi đấy đâu, nhiều đấy. Nhưng mà tính tôi là thế. Để mà có cảm hứng livestream thì mình phải thích chơi cái con game đấy. Bây giờ thì cảm hứng với GTA nó cũng chả còn nữa rồi. Ít nhất thì GTA nó cho tôi quen được một cái khối lượng bạn bè
trong cái cộng đồng GTA này khá là đông. Cũng vui, cái thời gian này cũng vui. Tối làm tí dẫn hồn hay không á? Làm chứ. Anh đang chờ thằng Mạnh về lập bang đây. Chứ còn ban ngày thì vẫn cắm auto thôi. Ban ngày thì cắm auto ăn bắt nhãn lớn, bắt nhãn nhỏ, rồi tử quang cát, thái hư tàng kiếm. Tạm tạm thế đã. Anh đang định chơi lớn đấy. Người anh em anh quân ạ, tôi đang định chơi lớn. Bởi vì hôm nay tôi nhìn thấy trong server này có một thằng có một ý tưởng giống y hệt tôi. Là thằng top 1 hiệp độc cái server này có ý tưởng y hệt tôi. Nó hơn tôi có 2 level từ người anh em ạ. Nhưng mà đồ của nó đúng là cái đồ mà tôi đang muốn hướng đến. Hai cái tàng kiếm kim ấn. Hai cái tàng kiếm kim ấn. Một cái 14 thọ thương, một cái 15 thọ thương. Xong nó mặc cái quần đô thống 10 thọ thương nữa. Như vậy là tổng xỉ vả nó được là 39% giảm thọ thương. Đó, áo sư môn, mũ sư môn mặc đúng như những gì mà trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi mới luyện được một cuốn mật tịch hiệp độc ngon lắm. Hôm nào khoe cho anh em xem. Em đang auto mật tịch khổ VL. Anh mới luyện được một cuốn mật tịch hiệp độc, mật tịch môn phái 10 thành 4 phụ lục, dòng 17X. Và anh đi lượn khắp server này thì không có một thằng hiệp độc nào có cuốn sách ngon như anh. An ủi bản thân. Vấn đề là ai cũng biết là Ngamidan nó hiểm độc thì ai cũng dùng tàng kiếm kim ấn, nhưng mà không phải ai cũng có. Server này thì có một con Ngamidan có một cái kim ấn và một cái nó dùng cái sát xuất chiêu. Hiểm độc thì chỉ có một thằng hai cái kim ấn, mẹ ngon. Ngon vãi nổi. Mặn đây nha, kim ấn kim ủng mặn đây nha. Ây, no fucking way. Mất quả lửa ảo thế nhờ. Mẹ ảo tất đi. Ảo tất đi. Con Leo nào? Con Leo nào em được đấy, được đấy. Ok đấy. Mà ở trong in game của anh Quân tên là gì đấy? Cái kim ấn, cái kim ấn là mình mua từng cái mảnh nhỏ, là mua 8 cái mảnh éo éo gì tàng kiếm ấy mình ghép thì nó sẽ rơi vào khoảng cũng phải tầm củ rưỡi, hơn củ rưỡi đấy. Mặn vãi đái luôn. Người anh em anh Quân là chơi phái gì nhở? Đang rảnh rảnh thì rủ nhau đi tàng kiếm thái hư chơi chơi ha. Hay đấy. Anh có tính làm con game gì mới không? Tôi thì tôi chơi là tôi hay chơi theo hội. Mà cái này thì cũng chia sẻ với anh em, chả có gì để mà giấu cả. Là trong VTV thì để mà nói là thằng nào là cái thằng đầu tiêu hay đầu tiêu nhất thì là thằng Mạnh Mèo. Bao nhiêu con game mà toàn nó đầu tiêu là tôi cứ chơi theo thôi. Nhưng mà đúng là game của thằng Mạnh Mèo nó đầu tiêu thì toàn là game hay thật. Toàn là game hay thật. Trước đây thì là thằng Mạnh Mèo Izumin rủ chơi
Blade and Soul, game công ty thì không rủ tôi cũng chơi, rồi là Âm Dương Sư, rồi sau đấy thì có một cái game không phải của công ty, đấy là Path of Exile, mẹ game này hay vãi lù luôn. Ngày xưa thằng Izumin đâm cái game đấy sâu hoắm. Xong bây giờ là Võ Lâm 2. Vui vãi. Vãi cả trường ạ, à, Santibet phải võ đang bút ạ. À. Vãi cả nồi. Anh em phải đùm bọc nhau chứ lại đi săn nhau thế này là hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Vào đây là phải đùm bọc nhau còn mẹ. Thách đấu. Hai phết. Hai phết, hai phết. Ngày nào say đắm vơ vàng, sao lại xa cách nhau? Thích nhở? Thách đấu nó vẫn là một cái đẳng cấp. Tuốt lươn chi thuật nó vẫn cứ là đẳng cấp các bạn ạ. Anh nghĩ giờ ai là mid số 1 thế giới? Ngào 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 ngào. Wait 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 wait. Cái vụ này cho tôi khất. Cho tôi khất cái vụ số 1 thế giới đấy nhá. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Chấp chúng mày luôn. Này vẫn đủ tiền up 9 luôn đấy các bạn ạ. Thề với các bạn luôn. Up 8 cho thêm một con sát thủ vào. Ready for trouble. Cho nó cầm tạm. Cứ cho nó cầm tạm đi nha. Sau đấy thì mình nói chuyện sau anh em hiểu không? Thì đã có Brom vứt con này luôn. Đấy, thay Brom vào. Rút cái này ra cho con Echo cầm cái này. Ngon ngay. Thôi, Tony hiền gai rồi. Đời tôi ra bã rồi. Gặp một Tony and Guy thì hơi căng rồi. Căng thế nhờ. Sao không cho Zyra? Bởi vì con Zyra nó sẽ không được cầm cái đấy. Nó không được phép cầm cái đấy anh em hiểu không?
tao đố chúng mày để tao con Akali, tao đố chúng mày dám để tao con Akali luôn, liệu hồn. Liệu hồn. Cái này cho con Echo, con Echo là ngon nhất. Con Zyra là nhiều khi nó chói toàn chói trượt thôi. Còn Echo thì cái lưỡng giới đồng quy của nó thì khó trượt lắm. Wow. Tí nữa lõi kim cương băng đảng đắp thêm hai thần tượng vô top 1 luôn. Ông còn họa sĩ hơn cả tôi. Tôi đã hay họa sĩ rồi, ông còn họa sĩ hơn cả tôi. Đắp đồ như tôi có ổn không? Về late game có lo lắng lắm không các bạn? Tôi hỏi thật, tôi không đùa nha. Đắp thế này có bị nguy hiểm quá không về late game? Ngày xưa chơi âm dương sư An có con Bạch Lang đó. Ngày xưa ngày xưa tôi nhớ là cái con mà tôi thích nhất, cái con mà tôi thích nhất trong cái trò âm dương sư đấy, ngày xưa làm nên tên tuổi của tôi ở cái trò đấy là cái con Tửu ấy, cái con mà có cái hồ lô ấy đằng sau lưng ấy đấy, phải là cái con nghiệt xúc đấy nó mới khỏe. Tiếp tương cho tới đây đâu. Đánh dân lòng đừng buông cái tay. Tử 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 tử. By your command. Thì ra cho Echo. Thách đấu. Vật lý phép cả hai phép. Tôi rất là quý anh em bên bóc, nhưng mà có câu này phải tâm sự thật lòng. Hello, cảm ơn anh em Quốc Tuấn đã tặng hộp quà và hộp cứu thương. Chúc bạn một năm mới vui vẻ. Tôi rất quý anh em bên bóc, nhưng phải tâm sự thật là những cái kỷ niệm mà vui nhất về GTA thì vẫn phải là ở bên cái server ODCT. Cái này thì công nhận với nhau một điều đi, đúng không? Đấy. Vui nhất thì vẫn phải là ở bên kia. Rồi, chuẩn đồ sắc cỏ. Căng đi nha. Nhiệt xúc phải là căng lắm đấy. Ơ. Con Akali sao chết đấy nhở? Quả này con Akali sao chết ta?
gát cắn trộm à? Mẹ cày nhờ. Chó gát dám cắn trộm. Oh shit. Căng nha. Đấy. Đó lý do cho tôi nói là căng là vì thế đấy. Nhưng thôi xong bạn mình rồi, bạn mình quẫn ra bình rồi, lỗi tôi. Mẹ thách đấu à? Thách đấu thì tôi phải làm cái gì? Thách đấu này có cả đam phép, cả đam vật lý này, tôi sẽ là làm cái gì bây giờ các bạn? Tôi đóng 4 con vệ sĩ lên à? Chơi lút cán nó luôn à? Tất cả những thằng chùm đều từ Bần Hàn mà lên. Tôi chỉ là chùm server đấy còn gì nữa. Này đánh học viện. Bây giờ còn chơi học viện. Nhồi full đam vào mồm nó à? Nghe có vẻ người anh em trùng máu với mình đấy. Một người anh em thù tính như tôi. Được. Tôi sẽ tọng đam vào mồm nó. Thách đấu được không ạ? À, thằng này 6 thách đấu không được, không được. Để mẹ không cho nó lấy cái thách đấu ấy được. Mình dùng được thách đấu nha các bạn nha. Để nó về nó áp 8 thách đấu mà nó bổ vào mặt mình thì chết. Không được. Don't worry, I am. When does the killing start? Lướt, hút máu. Đúng rồi. Cứ từ từ rồi khoai sẽ như bình tĩnh. Lướt hút. Trời ơi. Đã bằng đẳng rồi lại còn thần tượng. Thế này thì chết. Không sao, Akali cứ túc tắc thôi, không vấn đề gì đâu anh em. Care not. Sing along.
view bài dị phết ấy. Quái thai ngâm dấm phết mọi hả. Ra gì đấy? Ra gì đấy mày bởi dô? Quái thai ngâm dấm đấy. Theo các bạn thì hai con này con nào cho vào ô thần tượng sẽ ngon hơn? Kaiza và Akali con nào nhét vào ô thần tượng sẽ ok hơn? Tôi thề với các bạn, tôi móc này. Mẹ tôi móc hai cái đồ này ra cho con Galio nó đấm thì thôi rồi. Ui trời ơi mà nó lại là tiền tuyển. Darius à? Oh damn. Con bờ zom đâu ấy nhỉ? Có ai tình cờ thấy con bờ zom đâu không nhỉ? Đừng đừng spam người anh em bang FF. Trời ơi. Chết thật chứ. Vui vẻ thì vui vẻ, mình cũng phải có một vài những cái gì đấy. Thiếu tanh rồi. Chết mẹ, thiếu tanh rồi, thiếu tanh rồi, thiếu tanh rồi. Thực sự thiếu tanh rồi. Con Galio này là con Galio nên tanh chứ không phải là. Lắp thử nhá, lắp thử xem như thế nào nhá. Mẹ đấm thì khỏe luôn. Thằng thách đấu vừa mới thua nha các bạn nha. Thách đấu vừa mới thua phải đài luôn. Không được. Đó là lý do vì sao tôi cho Kaiza xuống đấy. Bởi vì đi với thằng này và nó có cảnh binh. Nó có cảnh binh, nó sẽ trói được cái con Kaiza của mình. Nên tôi đẩy con Kaiza xuống cho con Akali lên. Hai ván đen thì bù lại được một ván đỏ. Cứ nói chung là cũng mãn nhãn. Cũng được. Đánh chơi chơi.